Ok, chào đại gia đình nha. Hôm nay tôi đang ở công viên thành Osaka. Thì sau cái thời gian 7 ngày cách ly á, thì chuyển về trung tâm, bắt đầu mình đào tạo về tiếng Nhật lại. Thì học học giao thông, học cách phân loại rác. Thì hôm nay thì ngày thứ 7. Thứ 7 cũng chưa có lịch nữa, như ngày 1 tháng 7 hay 2 tháng 7 gì đó. Thì tôi đang ở tỉnh Osaka, thì nó có cái địa điểm nổi tiếng đó là công viên thành Osaka. Thì chỗ tôi ở đi bộ tới đây chắc cũng chưa coi gì đó, chắc cũng dài 3-4 cây số gì đó. Thì tôi đi với lại nguyên một nhóm trong đoàn. Đây thì nhóm trong đoàn của mình. Cái này máy bán hàng tự động nè mấy bạn, Shiro Hanbaki. Bỏ tiền vô thì nó ra nước thôi, chọn giá, chọn loại rồi ra. Ở Nhật đi gặp cái này nhiều lắm, nó bán dù rồi nó bán nhiều thứ. Thì tôi đi theo đoàn thì đây chắc cũng mấy chục, mười mấy, 20 người gì đó. Ok, lên trên trước nha. Quả nào cha nó đi đuối thiệt chứ. Cầm cái máy quay cho nó khó hơn. Hôm nay quay cái thành lại cho mọi người, cho gia đình coi nha. Tại cái clip này thì cũng không có chuẩn bị gì trước đâu, đụng tới đâu bang nói tới đó, cho nên có thể cái clip nó dài. Mày ráo mệt rồi hả? Thở hả? Để quay cái ở ngoài cho mọi người coi ha. Cây không à, mát lắm mọi người. Wow, đây nó có cái giường dưới đây này. Tôi cũng không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp gì đâu. Cái máy điện thoại nó cũng lấy nét không có rõ nữa. Chủ yếu đăng lên cho mọi người coi thôi. Với lại cũng sẵn đó tâm sự với mọi người tí xíu. Bên đây thì mấy bạn mặc áo đen chơi dù nè. Mấy người này bạn tôi, tôi chung đoàn với tôi. Vô đây mình có đóng phí không à? Có anh. Nhiều? Mấy nhiêu? 600 nghìn. Nghe nói đóng phí hả? Đóng phí thì vô thôi, quay phim mà. Ồ, cái công viên này nó rộng lắm á mọi người. Tôi đi bộ nãy giờ cũng 15 phút rồi đó, mới vô được tới đây. Công viên nó rộng, quá rộng. Ồ, đây nó có cái hồ nè. Như xung quanh cái thành là nó có một cái hồ. Hồ, hồ nước xanh trong ngọc bích luôn. Bơi con gì bơi dưới kìa. Dạ. Con gì thấy không rõ. Đâu? Đó. Rùa quá. Không thấy. À rồi rồi, thấy. Rùa quá à. Rùa hay gì? Nước nó trong xanh ngọc bích luôn. Cực kỳ đẹp nha. Ok, mọi người thì chắc cũng biết tôi rồi. Trong gia đình mà, anh em bà con bạn bè biết tôi hết rồi. Khỏi cần ngó mặt tôi làm gì đâu. Tôi cũng không có đẹp đẽ gì đâu, ngó mặt tôi làm gì. Ok. Cái thành nó xây bằng đá cũng đẹp lắm nha. Nó xây bằng cái đá nó xếp xếp lại nhau, nhìn nó mà đá mà nó mài nhẵn lại. Xung quanh thành nó viên thành. Ủa giờ là mình đi sao? Đi vô thành đi sao vậy Quy? Anh đi thẳng đó người trái. Giờ mọi người lên thành không? Giờ chứ. Ở bây giờ ta ok. Vậy giờ mọi người nghỉ mệt xíu ha. Thở ra lửa. Tôi dừng cái clip đi, lát cái gì chuẩn bị lên thành cái tôi quay tiếp ha. Ok. Lát chút quay lại nha mọi người.